Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Nếu như các bạn hôm nọ có xem một video mà Nghe Nhìn Việt Nam tổng hợp về những chiếc smartphone đáng mong chờ ở tháng 6 thì mình có nhắc tới bộ đôi Honor 20 và 20 Pro. Thì ở đây mình đang có cả Honor 20 và Honor 20 Pro. Cho video này thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cũng như trên tay nhanh để xem rằng là bộ đôi này nó sẽ khác nhau những gì và cũng như là nó sẽ mang lại những gì cho người dùng. Đầu tiên về phần thiết kế, nếu như các bạn nhìn sơ qua về hai chiếc máy này thì các bạn sẽ có thể nói rằng nó không khác biệt quá nhiều về thiết kế. Nhưng nếu như các bạn cầm nó trên tay thì các bạn sẽ thấy rằng cái chiếc Honor 20 Pro nó sẽ có một mặt lưng được làm bo cong hơn. Từ đó nó sẽ mang lại cho các bạn một cái cảm giác cầm nắm nó mềm mại và nó tốt hơn so với chiếc Honor 20. Mặc dù là chiếc máy này cũng được làm hơi bo cong kiểu 2.5D. Và đã làm mặt lưng kính thì tất nhiên chúng ta không thể nào mà tránh được tình trạng để là mồ hôi dầm vân tay trơn trượt. Các bạn sẽ thấy là khi mình đè lên một chút này, nhìn rất rõ mồ hôi dấu vân tay, mình đã phải lau lại hai lần khi mà quay cái cảnh này. Và cái sự khác biệt nhau lớn nhất thì các bạn sẽ thấy rằng nó đến từ cụm camera. Với cái chiếc Honor 20 thì chúng ta sẽ có bộ 3 camera được đặt dọc cùng với đèn flash LED. Còn với chiếc Honor 20 Pro thì các bạn sẽ có 3 cái camera được đặt thẳng với nhau. Và bên dưới đây chúng ta sẽ có vị trí của cái laser hỗ trợ lấy nét cho camera 48 megapixel. Và như vậy thì đây sẽ là cái điểm mà chiếc Honor 20 nó thiệt thòi hơn so với chiếc Honor 20 Pro. Quay ra phía mặt trước của hai chiếc máy này thì các bạn sẽ thấy là nó đều có chung một kích thước màn hình là 6.26 inch, độ phân giải Full HD cộng và tấm nền IPS. Với tấm nền IPS thì tất nhiên các bạn sẽ có một cái trải nghiệm nó mịn hơn so với việc là sử dụng cái tấm nền OLED ở cái độ phân giải Full HD, và chúng ta cũng sẽ có một cái trải nghiệm về màu sắc nó trong trẻo hơn và nó trung thực hơn. Và tất nhiên thì các bạn sẽ thấy rằng là đằng sau không có vân tay, đằng trước thì không có chỗ nào để vân tay, thì nhiều bạn sẽ nghĩ là ôi vân tay trong màn hình à, nhưng không, nó sử dụng tấm nền IPS, thế nên chúng ta sẽ không thể nào mà nhúng được cái công nghệ vân tay bên trong màn hình vào. Vân tay của nó sẽ được nằm ở trên nút nguồn như thế này. Và nút nguồn của chúng ta sẽ được nằm dưới cái phím tăng giảm âm lượng. Nó sẽ được đặt thụt xuống một tí, và như vậy thì người dùng sẽ có khả năng là bấm vào nó một cách chính xác hơn. Chúng ta sẽ chuyển qua một cái vấn đề nữa, đấy là về cấu hình cũng như là sự hỗ trợ của Honor. Thì trên cả hai chiếc máy này cũng sẽ được sử dụng chung một cái cấu hình, và tất nhiên thì hiệu năng của nó cũng sẽ giống nhau rồi. Chúng ta sẽ đều có con chip là Kirin 980 trên cả hai sản phẩm. Thế nhưng với cái chiếc Honor 20 Pro thì mình sẽ có phiên bản RAM lớn hơn là 8GB và 256GB bộ nhớ trong. Trong khi cái chiếc Honor 20 thì chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM là 6GB cùng với 128GB bộ nhớ trong. Thì tùy theo cái nhu cầu của bạn như thế nào, các bạn cần đa nhiệm nhiều hay các bạn cần bộ nhớ trong nhiều, thì các bạn có thể lựa chọn cái phiên bản Honor 20 Pro. Bởi vì là mình không rõ là cái chiếc Honor 20 này nó có phiên bản 8GB RAM hay không. Nhưng mà tóm gọn lại thì hai chiếc máy này cũng sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm về hiệu năng là nó tương đồng với nhau mà thôi. Đến với một cái nữa mà các bạn có lẽ quan tâm, đấy là hai chiếc máy này thì còn được hỗ trợ Google hay không. Thì ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có CH Play, và tất nhiên là các bạn cũng sẽ có tất cả những hỗ trợ khác đến từ Google như là Google tìm kiếm này, chúng ta có Gmail, bản đồ, YouTube, Google Drive, và chúng ta có Play âm nhạc. Tức là nó đầy đủ tất cả những hỗ trợ để sẵn sàng bán ra đến tay người dùng. Nhưng mà mình vẫn chưa rõ là mức giá là bao nhiêu, và cũng như là chưa rõ ngày bán là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và tham khảo. Và các bạn hãy bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam để khi nào có thông tin thì mình sẽ có những video chia sẻ cụ thể đến cho các bạn nhé. Một điểm nữa mà khác biệt trên hai chiếc máy này đấy là về phần cứng camera. Thì với cái chiếc Honor 20 Pro như mình đã chia sẻ rồi, nó sẽ được hỗ trợ thêm lấy nét bằng laser, và cùng với đó thì cái phần cứng camera này, những cái thông số về camera nó cũng sẽ nhỉnh hơn so với chiếc Honor 20. Đấy là chúng ta sẽ có camera chính, độ phân giải là 48 megapixel, khẩu độ lớn nhất hiện nay là f1.4. Wow, trên một số chiếc máy của Samsung hay là trên một số chiếc máy ở Huawei hay là LG hiện nay thì cũng sẽ chỉ được sử dụng khẩu độ là f1.5, nhưng trên chiếc máy này chúng ta có khẩu độ f1.4, thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ giúp cho các bạn thu sáng tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng, và cũng như là nó sẽ hỗ trợ các bạn xóa phông tốt hơn trong những cái điều kiện kiểu các bạn muốn chụp ảnh macro hay gì đó. Thì đây là cái điểm mạnh của cái camera trên chiếc Honor 20 Pro. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có camera zoom tele 3x với độ phân giải 8 megapixel. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có camera đo độ sâu trường ảnh là 20 megapixel và camera góc siêu rộng 16 megapixel. Trong khi đó thì với chiếc Honor 20 chúng ta sẽ chỉ có camera chính, độ phân giải là 48 megapixel, khẩu độ f1.8 này. Chúng ta có camera góc siêu rộng 16 megapixel, và ở đây thì có thêm camera 2 megapixel. Mình cũng chưa tìm hiểu là camera 2 megapixel này để làm gì. Và cuối cùng ở đây thì sẽ là camera 2 megapixel đo độ sâu trường ảnh. Tức là giữa chiếc Honor 20 và Honor 20 Pro, ngoài cái sự khác biệt nhau về phần lấy nét ra thì về phần thông số camera, hai chiếc máy này cũng sẽ khác biệt nhau khá là nhiều. Và nếu như các bạn cần một chiếc máy phải có camera zoom quang tele 3x thì tất nhiên các bạn hãy lựa chọn cho mình chiếc Honor 20 Pro. Và trên đó là video mình trên tay chia sẻ đến các bạn bộ đôi Honor 20 và Honor 20 Pro. Nói chung rằng là
đây cũng sẽ là một bộ đôi khá là đáng mong chờ trong thời gian sắp tới. Không biết các bạn thấy sao về bộ đôi này, xin mời comment để lại cái ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Đi Việt Nam để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.